Gia đình của cậu bé 6 tuổi mất tích kể từ tháng 11 năm 2022 đã rời Mỹ trên chuyến bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ mà không có cậu bé chỉ 2 ngày trước khi cảnh báo mất tích được cảnh sát Everman ở Texas đưa ra. Trong cuộc họp báo hôm Chủ nhật, cảnh sát cho biết là họ đã đưa ra cảnh báo mất tích vào rạng sáng ngày thứ Sáu 24 tháng 3 và thay thế nó bằng cảnh báo người mất tích có nguy cơ bị giết vào khoảng 9 giờ tối ngày thứ Bảy. Noel Rodriguez Alvarez là cậu bé 6 tuổi bị khuyết tật nghiêm trọng, bao gồm bệnh phổi mãn tính, cần được điều trị y tế và thỉnh thoảng phải thở oxy, vẫn đang mất tích. Một cuộc điều tra về nơi ở của Noel bắt đầu vào ngày 20 tháng 3 khi mà dịch vụ bảo vệ trẻ em nhận được một tin báo ẩn rằng Noel đã không được nhìn thấy kể từ tháng 11 năm 2022. Khi bắt đầu điều tra, thì cảnh sát Everman ở Texas và dịch vụ bảo vệ trẻ em đã phát hiện ra rằng các anh chị ruột của cậu bé cho biết là đã không nhìn thấy Noel từ vài tháng trước đó. Khi cảnh sát Everman nói chuyện với bà Cindy Brodrice-Singh, mẹ của Noel, thì bà này nói là cậu bé đang ở Mexico với cha của mình. Tuy nhiên, lúc các điều tra viên của dịch vụ bảo vệ trẻ em nói chuyện với cha ruột của Noel qua điện thoại, thì người này nói rằng ông chưa bao giờ có cơ hội gặp Noel bởi vì ông đã bị trục xuất ra khỏi Mỹ trước khi Noel ra đời. Phía Bộ An ninh Nội địa cũng đã xác nhận việc ông bố bị trục xuất từ hơn 6 năm trước là đúng. Vào ngày 23 tháng 3, thì cảnh sát và các điều tra viên của dịch vụ bảo vệ trẻ em nhận được tin 4 anh chị ruột của Noel từ 7 đến 11 tuổi và 2 đứa em song sinh 5 tháng tuổi cùng mẹ khác cha của cậu đã vắng mặt tại trường sau khi người mẹ liên lạc với trường học để xin rút tên đi học của các đứa trẻ. Ngay sau đó thì cảnh sát và dịch vụ bảo vệ trẻ em đã không thể liên lạc được với người mẹ của những đứa trẻ này. Đó chính là lý do buộc chính quyền phải mở cuộc điều tra về tung tích của cậu bé Noel. Hôm Chủ nhật 26 tháng 3, thì cảnh sát nói rằng họ không thiết thể tiết lộ chi tiết cụ thể về các cuộc điều tra của dịch vụ bảo vệ trẻ em, nhưng có thể xác nhận rằng trước đó đã có những cuộc điều tra và cáo buộc đối với bà Cindy Singh, người phụ nữ này cũng đã có nhiều tiền sử phạm tội liên quan đến rượu. Cảnh báo mất tích của Noel được đưa ra vào rạng sáng ngày thứ Sáu. Nhưng cảnh sát cho biết là bà Cindy đã rời Hoa Kỳ cùng chồng và 6 đứa con, trừ Noel, trên chuyến bay ngày 23 tháng 3 tới Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thì cảnh báo của cảnh sát đã được nâng cấp thành người mất tích trong tình trạng nguy cấp. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Everman hôm Chủ nhật nói rằng, cảnh sát không có bất cứ bằng chứng vật lý nào liên quan đến tình trạng mất tích của Noel. Ông nói, những gì tôi biết là Noel là một cậu bé 6 tuổi, bị tàn tật nặng, không thể xác định được và đang mất tích. Người mẹ thì không hợp tác với các nhà điều tra để giúp chúng tôi xác định một cách đơn giản là cậu bé có an toàn hay không. Cho nên chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của công chúng. Cảnh sát đang yêu cầu bất kỳ ai có thông tin về nơi ở của Noel có thể liên lạc với họ bằng cách gọi số 817-293-2923. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Everman cũng nói rằng cảnh sát không có bằng chứng cho thấy là cậu bé này đã bị hại, nên hy vọng rằng cậu đang ở cùng với ai đó mà cảnh sát chưa tìm thấy. Cảnh sát, dịch vụ bảo vệ trẻ em và Bộ An ninh Nội địa đang hợp tác để cố gắng tìm hiểu xem liệu bà Cindy và những người còn lại trong gia đình có dừng lại ở Thổ Nhĩ Kỳ hay chuyến bay của họ có kết nối với Ấn Độ là quê hương của ông chồng hiện tại của bà hay không. Cảnh sát cho biết là họ không có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để có thể giúp xác định vị trí hoặc là giam giữ bà Cindy để thẩm vấn. Các nhà điều tra thì đang làm việc để tiếp cận hồ sơ y tế của Noel nhằm xác định xem lần cuối cùng cậu bé được điều trị y tế cho các khuyết tật, bệnh tật của mình là khi nào. Cảnh sát nhấn mạnh rằng nếu không được chăm sóc y tế thường xuyên vì căn bệnh phổi mãn tính của mình thì Noel có thể chết. Cảnh sát yêu cầu ai có biết gì về gia đình này, có nói chuyện với bà Cindy, bất kể là trước đó bao lâu thì cũng nên gọi cảnh sát Everman ở Texas để cung cấp tin. Cảnh sát nói, chúng tôi muốn tìm hiểu mọi thứ về gia đình này theo mọi cách mà chúng tôi có thể có để biết tin tức về đứa trẻ.
Hôm thứ Hai, 27 tháng 3, nhiều tờ báo trong nước đã lấy nguồn tin từ báo mạng Sin.com cho biết là giới hữu trách đã xác định được tiếp viên hàng không thứ 5 liên quan đến vụ án mang giùm 11.4 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Người tên của người tiếp viên hàng không thứ 5 này không được nêu công khai mà chỉ có tên viết tắt là PTPT, được cơ quan chức năng xác định là người cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp cho 4 tiếp viên mang về Việt Nam. Trong khi đó, thì theo nguồn tin của Dân Việt, còn có một nữ tiếp viên khác của hãng. Người này cũng đã bị tạm giữ hôm 16 tháng 3, ngay sau khi hải quan phi trường Tân Sơn Nhất phát hiện vụ việc. Theo nguồn tin, thì nữ tiếp viên thứ 5 tên PTPT đã được xác định đã cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp cho tiếp viên Trần Thị Thu Ngân nhận hàng và chia hàng cho 3 tiếp viên còn lại mang về Việt Nam. Nguồn tin cho hay là cả 5 nữ tiếp viên đều bị tạm giữ. Sau đó thì cơ quan điều tra tại Sài Gòn đã cho phép gia đình bảo lãnh để họ được về nhà. Tuy nhiên, cả 5 người vẫn phải phối hợp điều tra khi có yêu cầu. Như tin đã đưa, trước đó vào lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 16 tháng 3, thì thông qua công việc soi chiếu hàng hóa thường lệ, Chi cục Hải quan tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện ra một lô hàng hóa khoảng 60 kg, gồm có 4 vali của các tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân có nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Thì qua kiểm tra, giới hữu trách phát hiện trong 4 vali, ngoài các vật dụng cá nhân còn có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng chưa mở nắp với nhiều nhãn hiệu khác nhau, thì mỗi tuýp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ và 17 chai nước súc miệng. Khi mà tiến hành kiểm tra bên trong thì các tuýp kem đánh răng nêu trên đã được lực lượng chức năng phát hiện có đến 157 tuýp chứa tổng cộng 11.4 kg ma túy các loại. Ngày 17 tháng 3 thì Chi cục Hải quan của phi trường Tân Sơn Nhất đã chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Vào ngày 22 tháng 3 thì thông tin từ Bộ Công an cho biết là cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định là trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ 4 vali có các tuýp kem đánh răng chứa ma túy. Giải thích về lý do trả tự do cho những tiếp viên hàng không này thì Thượng tá Lê Mạnh Hà là Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố nói rằng muốn khởi tố bị can thì hành vi vi phạm phải đảm bảo 4 yếu tố cấu thành. Trong trường hợp này thì yếu tố lỗi về mặt chủ quan của tội phạm chưa được chứng minh và quá trình thu thập tài liệu chứng cứ không chứng minh được yếu tố này. Thượng tá Lê Mạnh Hà cũng cho biết là cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan. Do đó, việc trả tự do cho các tiếp viên hàng không đồng nghĩa với việc vụ án đã kết thúc.